Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món, đó chính là gà đồng bào ủ muối. Về thành phần thì gà đồng bào chăn thả tự nhiên tại các trang trại kiểu chăn nuôi theo cái hướng hữu cơ, được làm chín bằng cách là ủ muối nhé các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách sử dụng và chế biến món ăn này. Cái đó thì chúng ta sẽ hấp khoảng 5 đến 10 phút trước khi sử dụng. Cái này thì chúng ta sẽ chấm kèm với cái nước chấm gia vị đi kèm. Lát nữa thì mình sẽ cho các bạn, tại vì nước chấm đó thì mình để trong tủ lạnh. Khi mua thì các bạn sẽ có một cái túi nước chấm này nhá, ăn rất là quẹn luôn, rất là thú vị. Các bạn sẽ vắt thêm chanh hoặc là quất tùy ý các bạn. Đấy, về ngày sản xuất thì ngày 17 tháng 1, hạn sử dụng thì khoảng 6 tháng nhé các bạn nhé. Ở đây có ghi trên bao bì đầy đủ, và ngoài ra thì có cả địa chỉ nơi sản xuất. Khối lượng ở đây là 500 g. Bây giờ thì mình sẽ bóc nó ra nhé các bạn nhé. Việc đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi và một cái hấp. Đấy, mình sẽ để lên trên của nó. Sau đó thì mình sẽ cắt nó ra nhé. Đấy, mình sẽ cắt nó ra. Gà này thì chúng ta mua về chúng ta có thể để ngăn lạnh, chúng ta ăn luôn cũng được. Thì hôm nay thì mình sẽ thử một cái món đó, chúng ta hấp. Khi mở ra thì gà rất là thơm các bạn nhé. Thật sự là rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ để lên đây. Nó lại không vừa với cái lồi của mình. Nên mình sẽ cắt nó ra. Và mình hấp trong khoảng 10 phút nhé. Hôm nay thì mình sẽ hấp khoảng 10 phút. Bây giờ mình sẽ cắt.